trở lại bình thường, hay ăn phở là hơi ban ngày hay cho ăn phở ấm luôn. Qua cơm rong biển để nó canh với xôi rồi nó mua rồi chưa phơi đâu, rồi bây giờ mình sẽ phơi nó mới nhưng mà hơi trơn vô. 100 đô Hồng Kông đây, thì 100 đô Hồng Kông lớn này thì vợ chồng em cũng được hơi đến 3 tháng. Đúng rồi, thì nó cũng rẻ chứ không ai hết rồi. Em cứ được thuê đến 3 tháng. Bên ngoài thì không có đâu. Wakame cho nên mình dùng thịt dạ có wakame rồi thì khỏi dùng thịt cũng được, mà có thì bỏ vô cho nó ngon cũng được, không sao cả. Đây mình sẽ bỏ vô một ít này, như vậy phải được rồi, không nhiều lắm. Nó nở ra nè. Giờ mình sẽ cho miso vào. Là được nấu canh rồi đấy. Xong canh miso là mình nấu quen rồi cho nên mình không cần lên nén, mình cho chồng đó miso vào là ok, không cần lên nén thì nữa và biết cũng ăn được rồi. Tận dụng với nhau nên mình chia một cái trứng trước. Nhưng mà có tính chứ còn cái giờ lại là nhẫn thêm bì ngoài được. Cho cái thùng bạc tông vào để cho nó cái gì ăn trong cái thùng bạc tông đó, nó ra là ngồi tinh nhé. Cái dọn vệ sinh cái bếp là nó ngại cháo. Nó ra còn lâm hết. Xào đùi gà chiên và hơi trái cà chua, hơi trái cà chua bên đây mình hơi màu vườn đó. Bây giờ thì mình sẽ đóng gói lại bỏ vô sách và bắt đầu đi. Nhưng mà không khí vẫn lạnh.
nay nhìn này nó ấm trầm đạm cái gân chưa. Đây là cái đường hầm của tàu điện nhé, trộm là trộm Hồng Kông Station. Đi tàu thì đi vô trong cái nào quẹt thẻ Octopus hoặc cỡ phí là đi ngầm lại rồi. Nếu mùa hè là nó nóng kinh lắm, nó vẫn có mấy điều hòa mấy quạt, nhưng mà chắc là do cái môi trường của Hồng Kông á, không khí bên ngoài nó nóng, rồi bị xe cộ chạy, rồi máy điều hòa nó phải rồi khi nắng thì ngồi á, rồi nó cũng đi vô lại cho mình, nhưng mà nó nóng kinh lắm. Mùa này lạnh thì nó ấm, nhưng mà mùa hè là nó nóng khiếp ra. Đây, cái đường hầm của tàu điện ngầm trộn Hồng Kông Station. Nếu mà mình quên á, mình để mình quên nó to. Hôm nay có một cái nhà hàng nó order natto, cho nên là mình sẽ ghé cái đồ quanh đi để mua natto. Natto thì nó không có công ty không có import, đồ quanh này thì nó là cái supermarket này á, là nó là của Ion. Bây giờ thì ông phân phối về cái chỗ này. Giờ mình chỉ biết tới tầng lưới thôi, giờ nó tao nói thì không bây giờ tao nói cứ tầm tầm đi tới rồi ông này đây. Thì giờ mình sẽ đi tới chỗ món nà tô nó, tại vì mình chỉ mua nà tô thôi cho nó nhanh là đi về công ty để đi rồi, nên là mình không có đi tầm bậy tầm bọ kiểm tra xong rồi, nên mình chỉ có thể là đi thử ấy tới cái bài natto để mình ngồi natto thôi. Thế là đi cũng đâu là kiểm tra natto thì mình chờ kiểm tra thôi. Natto tại đây nó bán lúa hộp với cái gói như thế này, nên là không có bơ hộp nhỏ cho mà
Má ơi, bún trái cà chua này 45 đô đây, tôi khóc dở khóc. To thì có to đây, mà mét kinh luôn á. Bốn quả cà chua nè, vì reo mà ghé chợ mua cà chua. Tại vì cái đầu có cơm nè, hôm nay đi lồn, có cái đầu có cơm, đem về định ngày mai nấu canh nè, nên phải đi chợ, ghé chợ mua cà chua. Ghé vô cái siêu thị nhỏ nhỏ gần nhà nó thì không còn một cái trái cà chua luôn, rau củ quả cũng sạch xanh xanh luôn á. Nên ngờ quý quyết định đi ra chợ. Ra chợ thì đi 4-5 sọt nó cũng không có luôn. Sau đó lựa cái sọt này thì nó bón cà chua đây, bón chứ 45 đô, tôi khóc ròng luôn. Vì cái đầu có cơm này mà tôi mua cái cà chua này 45 đô má ơi. Đây là đậu bắp, mua thêm đậu bắp về nấu dọn cái dụ nó canh chua á, có tôm cà chua đậu bắp nhận về để nấu canh chua đây. Đậu bắp như thế này là 20 đô, cái đậu bắp này 20 đô thì nó mát, thì nó mát hơn trước Tết rồi đó, nhưng mà 20 đô chừng này đậu bắp thì cũng được. Đây mua thêm hơi cái cộng hành đây, đây hơi cái cộng hành đây là 5 đô đây. Trời ơi ôi, rau củ quả thiệt tình là nó mát kinh khủng khiếp luôn á. Mà sẽ nấu canh buổi sáng, canh chua có cồn. Đây là bữa tối của mình nha, gồm có cơm nè, canh miso và trứng cá. Canh miso thì giờ nấu hồi sáng vợ chồng ăn, còn giờ mình mới hâm nóng rồi là ăn thôi. Cơm cũng nấu hồi sáng ăn rồi đem cơm cho ông chồng một ít còn lợn nữa đó, giờ ăn cùng với lại trứng cá rồi đi ngủ xong một ngày. Cho hết cái hộp trứng cá vào tô cơm luôn, không phải trứng cá hồi nha, trứng cá trích. Hộp có hộp trứng cá, cho hết cái hộp trứng cá vào tô cơm luôn. Cho có tô cơm này em một hộp trứng cá là em hết cái tô cơm luôn. Thích cái âm thanh của nó, có trứng cá sực 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 cũng đỏ, không sợ đỏ nó nư. Đơn giản xong bữa tối rồi đó.